bài ca tạ ơn, con xin hát tạ ơn. Tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho con biết bao hồng ân. Tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho con một đời hiến dâng. Bài ca tạ ơn con xin hát tạ ơn, xin tạ ơn người đã vì thương con xin xuống làm người, đã vì yêu con chết trên thập hình. Xin tạ ơn Thiên Chúa hồng ân chan chứa đã ban xuống cho con, để con đi trong tin yêu đắp xây cuộc đời thắm tươi, để con đi loan tin vui khắp nơi luôn biết ơn người, để con đi trong an vui xây đắp tương lai cho danh Chúa ra. Bài ca tạ ơn con xin hát tạ ơn. Tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho đời biết bao kỳ công. Trời mây bát ngát, núi non chập trùng, biển cả mênh mông. Bài ca tạ ơn con xin hát tạ ơn. Tạ ơn người chấp nhận hy sinh, quên cả thân mình, chấp nhận điều linh chết cho ân tình. Thiên Chúa hồng ân chan chứa đã ban xuống cho con, để con đi trong tin yêu đắp xây cuộc đời thắm tươi, để con đi loan tin vui.
cùng với cha Giuse, gia đình giáo xứ hoàng giả chúng con hân hoan chào đón quý thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ, quý thầy chủ sinh, quý hội đồng mục vụ liên xứ họ, các ban ngành đoàn hội, quý ân nhân nơi đây. Xin cộng đoàn chúng ta cho tràng pháo tay thật lớn để chúng ta trả chung thân nhau. Kính thưa cộng đoàn phục vụ, hôm nay cộng đoàn giáo xứ hoàng xã chúng ta hân hoan chào đón quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý thầy chủ sinh, quý vị ân nhân, quý khách tề tựu về đây để cùng chung lời tạ ơn với tân linh mục Giuse và văn chức, một người con thân yêu của giáo xứ chúng ta đã được Thiên Chúa yêu thương tuyển chọn và thánh hiến làm linh mục cho Chúa. Đang thử thách vượt qua bao quãng đường của hành trình đức tin, hôm nay ước mơ làm linh mục đời đời của tân linh mục Giuse đã đơn công kết trái với chân môn sống đời linh mục yêu thương và chu toàn về luật. Chúng ta có quyền hy vọng và tin tưởng rằng tân linh mục Giuse tiếp tục những bước thật đẹp tương lai phía trước, những bước đi chan chứa yêu thương của thầy Giêsu để đem tin yêu cho mọi người, để thánh hóa đoàn tân của Chúa. Trong thánh lễ tạ ơn hôm nay, tân linh mục Giuse và văn chức sẽ dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, cầu nguyện cho cha tổ Vinh Sơn, cha tổ An Tôn cùng thân mẫu là bố Maria, cùng với biết bao ơn lành người đã ban xuống cho cha, cho gia đình ông bố, cho thân bằng quyến thuộc, cho giáo xứ và cho mỗi người chúng ta đang hiện diện nơi đây trong thánh lễ này. Kể từ đây, tân linh mục Giuse không còn sống cho chính mình, nhưng được thánh hiến để dành trọn con người và cuộc đời mình cho Thiên Chúa và phục vụ cộng đoàn dân Chúa. Năm xưa, Chúa Giêsu đã tuyển chọn thánh cho tất cả hiến tế của sự trao ban của ơn cứu độ và hiền nhất, và tân linh mục cũng được mời gọi tiếp nối con đường hiến tế của thầy chí thánh đã đi. Kính thưa cộng đoàn, thì hy sinh không luôn dễ, quên mình không luôn vui. Vì thế, họp nhau nơi đây trong thánh lễ tạ ơn này, xin cộng đoàn cầu nguyện nhiều cho các linh mục, đặc biệt là cầu nguyện cho tân linh mục, người con của quê hương giáo xứ chúng ta, luôn khôn ngoan, can đảm, lướt thắng những thử thách trong đời mục tử, để nhờ đó cha có thể mãi trung thành theo Chúa Kitô đến trọn đời và luôn phục vụ cộng đoàn dân Chúa cách đắc lực nhất. Chúng ta cũng không quên cầu nguyện cho giáo hội nói chung và nhất là cho giáo xứ hoàng xã chúng ta nói riêng, ngày càng có nhiều bạn trẻ biết hy sinh quên mình, quảng đại đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa trong ơn gọi linh mục tu sĩ để làm cho danh Chúa ngày càng rạng rỡ hơn. Xin mời các bạn các Oh.
kính quý cha tổng tế, quý thầy phó tế, quý nam nữ tu sĩ, quý thầy chúng sinh, kính thưa quý thân nhân, ân nhân, quý thầy cô giáo, bạn bè, quý khách cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa. Ngợi ca danh Chúa và tri ân tình người là tâm tình của con trong thánh lễ hôm nay. Con ca ngợi Chúa vì chính Ngài đã cho con sinh ra làm người, làm con Chúa, và hôm nay lại ban cho con hồng ân cao cả là làm linh mục của Chúa để phục vụ giáo hội. Con xin tri ân các tấn bậc, các vị thân nhân, ân nhân và mọi người còn sống như đã qua đời, đã giúp đỡ con cả về tinh thần hay vật chất. Chính các Ngài đã kiến tạo nên con người của con trong ngày hôm nay. Đặc biệt dâng thánh lễ hôm nay, con xin được cầu nguyện cho các bậc tiền nhân, ông bà tổ tiên và những người đi trước chúng con, cách riêng là cho thân mẫu Maria của con và hai cha cố Anton và Vinh Sơn. Nhận ra tình yêu của Thiên Chúa và công ơn của mọi người, con càng ý thức sự yếu đuối, bất xứng của mình. Vì vậy, con xin quý cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con luôn trung thành với sứ vụ mà Thiên Chúa đã trao phó, để những ước nguyện trên được Chúa chấp nhận. Anh chị em chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa.
sách các vua quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, vua Salomon đứng lên lớn tiếng chúc phúc cho toàn thể cộng đồng Israel rằng: chúc tụng Thiên Chúa là đấng đã ban cho dân tộc Israel của người được yên lành theo như mọi lời người đã phán hứa. Tất cả những lời người dùng Môsê tôi tớ người mà phán trước không một lời nào sai chạy. Nguyện xin Chúa là Thiên Chúa chúng ta ở cùng chúng ta như người đã ở cùng các tổ phụ chúng ta. Xin người đừng bìa bỏ và cùng rẫy chúng ta, nhưng xin người hướng lòng chúng ta về cùng người, ngõ hầu chúng ta tiến bước trong đường lối của người, tuân giữ các giới răn, luật pháp và huấn lệnh người đã truyền dạy cho tổ phụ chúng ta. Nguyện cho những lời của tôi cần cầu trước tôn nhan Chúa đây được đêm ngày hiện diện trước mặt Chúa là Thiên Chúa chúng ta, để mỗi ngày người bên của tôi tớ của người và dân tộc Israel của người, ngõ hầu tất cả các dân tộc trên địa cầu nhận biết rằng chính Chúa là Thiên Chúa loài Thiên Chúa, ngoài người ra không có Chúa nào khác. Nguyện cho tâm hồn chúng ta được hoàn thiện đối với Chúa và Thiên Chúa chúng ta, để chúng ta tiến bước theo luật pháp của người và tuân giữ giới răn của người như ngày hôm nay. Đó là lời Chúa. Khi ấy, Maria nói rằng: linh hồn tôi ngợi khen Chúa và thần trí tôi hoan hỷ trong Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Vì Chúa đã đoái nhìn đến phần hèn tớ nữ của Chúa. Từ nay, muôn thế hệ sẽ khen tôi có phước, vì đấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại và danh Ngài là Thánh. Lòng thương xót Chúa trải qua đời nọ đến đời kia dành cho những ai kính sợ Chúa. Chúa đã vung cánh tay ra vai thần lực, dẹp tan những ai lòng trí kiêu căng,
Chúa đặt đổ người quyền thế xuống khỏi ngai vàng và nâng cao những người phận nhỏ. Chúa đã cho người đói khát no đầy ơn phước và để người giàu có trở về tay không. Chúa săn sóc Israel, tôi tớ Chúa, bởi nhớ lại lòng thương xót của Ngài, như Chúa đã phán cùng các tổ phụ chúng tôi, cho Abraham và dòng dõi người đến muôn đời. Maria ở lại với bà Isabel độ 3 tháng, đoàn người trở về nhà mình. Đó là lời Chúa. Trong kinh quý trang, kính thưa quý cha cố, và xin được phép chia sẻ với cộng đoàn trong thánh lễ tạ ơn hôm nay. Kính thưa quý thầy, quý sơ, quý khách, quý chức, các cụ đương bà, toàn thể anh chị em, hôm nay chúng ta quy tụ nơi đây trước hết là để tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân linh mục mà Chúa đã ban cho vị tân linh mục tuổi đang ở trước mặt chúng ta đây. Thứ đến là chúng ta cùng chia sẻ niềm vui lớn lao này với thành phố và gia đình, với giáo sư Hoàng Sáng, với bạn bè thân thương, với những người có những mối liên hệ khác nhau. Bởi vì một người con thân yêu đã được Chúa gọi và quản đại đáp lại lời dấn thân phục vụ Chúa với tư cách là một linh mục. Linh mục cũng như là cái đời sống lập gia đình. Và tại sao cái ngày tụ phong linh mục của các cha, rồi thì ngày tạ ơn hoành tráng như vậy, mời hết nơi nọ đến nơi kia, rồi các cả mấy trăm cha đồng tế. Vậy mà cái ngày lễ cưới của chúng con không được một cha đồng tế là làm sao? Các bạn thắc mắc thì cũng là bậc sống cả, cũng là bậc ơn gọi. Mỗi người có những ơn gọi khác nhau. Người thì ơn gọi đi bậc đi tu, người thì ơn gọi lập gia đình. Thế mà chúng con thì ngày cưới một đời có một lần mà xin đồng tế thì khó khăn quá không được. Cha trả lời cho con đi. Chúng ta chỉ chẳng có cách trả lời được thì chỉ có bảo là thôi. Sở dĩ là bởi vì giáo hội cử hành những ngày đó long trọng là để mà rửa con mạch đi tu. Không phải là cho bản thân của linh mục, mà chức linh mục là cho cộng đoàn và vì cộng đoàn. Một khi đã lãnh chức linh mục rồi thì linh mục trở thành người của Chúa, người của giáo hội và của mọi người. Đó cũng là những ý tưởng được chia sẻ trong ngày lễ tạ ơn hôm nay. Cho nên linh mục là người của Chúa. Một khi đã khước từ hạnh phúc đời sống hôn nhân gia đình thì chấp nhận một cái lời độc, chấp nhận đời sống độc thân vì Đức Trời và người linh mục hoàn toàn thuộc về Chúa, cả tâm hồn, cả thân xác và cả con tim. Điều này là điều hoàn toàn tự nguyện dâng hiến cuộc đời cho Chúa với một con tim không chia sẻ. Cho nên Thánh Phaolô đã bộc bạch với giáo đoàn Corinto rằng nhờ bậc độc thân kiên định các linh mục được hiến thánh cho Chúa Kitô với một lý do mới mẻ và huyền ảo, được dễ dàng kết hợp với người bằng một trái tim không chia sẻ. Nhìn đến ơn gọi linh mục, có lẽ chúng ta có đánh giá cha này con ông nọ, con bà kia đẹp trai, con nhảy đầu học giỏi cho nên được làm linh mục. Thưa không phải, bởi vì ơn linh mục không phải là do cái tài, cái sức của linh mục đó, không phải là cái lòng đạo đức của linh mục đó, nhưng là một ơn Thiên Chúa ban nhưng không cho con người. Chúng ta nhìn lại trong toàn thể xã hội, chúng ta thấy dĩ nhiên là có nhiều các linh cha ở trong các gia đình đạo đức cũng có, nhưng mà cũng có nhiều cha ở gia đình cũng chẳng đạo đức. Có những cha ở trong cái gia đình bây giờ ông bà cô vẫn là người ngoại đạo. Tôi có gặp một cha đi vào trong cái hẻm nhà xứ nằm ngủ nhờ, cái cha xứ sáng ra dậy đi lễ, thấy cái thằng thanh niên nào ở đó, tôi mới hỏi han từ thằng này đến ngày nuôi, sau đó là dần dần làm linh mục. Bây giờ thì ngài đang phụ trách làm cha
xứ. Thì bạn tôi mới gặp, tôi hỏi ông cố, ông bà cố này sao rồi? Xin lỗi bà này, đã con cái thì cả, ai cũng gọi là cháu trang. Đây chúng ta thấy là linh mục là người của tất cả mọi người như vậy đó. Ngài trở thành một người cha thiêng liêng, hay tắt một lời, linh mục là của mọi người chứ không phải của thiên tai hay là của bất cứ gia đình nào cả. Cho nên chủ chức mà anh em anh cha một cái áo đấy đấy. Còn đây thì ông ấy thì bà ấy để ý trong cái ngày chủ chức cái cha mặc cái áo của bà ấy không. Thế thì xong lễ bà ấy đứng đón ngay bạn mặt của mình, bà ấy nói cái áo của thằng ấy thì không mặc, sẽ mặc áo của nó. Cha bảo là nó là nó nặng. Cái áo này là áo của mẹ, của mẹ tôi may là tôi được chức thì làm gì có cái áo nào của nó nào mày. Thế bà ấy không thấy cái mặc cái áo của bà ấy. Bà yếu nhân ngày chủ chức của bà ấy là đáng nhắc mày hôm nay là mặc cái áo của bà ấy, thì bà ấy mở mày mà nó một chút lên nhưng bà ấy không mặc. Nên bà ấy bảo cái áo của mày không mặc thì mặc cái áo của nó. Chúng ta thấy đời cũng có đi một khổ như vậy, những người những cái tư tưởng khác nhau, rồi những cái đánh giá khác nhau, những cái nhận định khác nhau. Cho nên cái đời sống linh mục là một đời sống không phải là cái chuyện để rồi dễ dàng hài hòa tất cả mọi người đâu. Chúng ta cũng phải hiểu như vậy để rồi chúng ta cầu nguyện cho các linh mục biết làm sao các ngài sống trung thành với Chúa, trung thành với giáo hội và ý thức được cái yếu đuối của con người của mình để rồi vượt qua những khó khăn yếu đuối đó. Cho nên cảm nghiệm được cái sự yếu đuối của con người mà có lần Chúa Giêsu nói với các tông đồ là không có thầy các con không làm gì được không, con phải bám với thầy. Chúng ta cầu nguyện nhiều cho các cha, tất cả các cha không phải là sẵn dễ dàng để vượt qua những khó khăn đâu. Chúng bạn anh chị em cầu nguyện cho cha mới của chúng ta luôn luôn trung thành đi theo Chúa và nhiệt thành phục sự Chúa và xã hội trong sự chân thành của mọi người trong tình yêu thương. Đó cũng là ý nguyện mà cha mới hôm nay muốn mọi người chúng ta cầu nguyện và cũng tiếp tục cầu nguyện cho ngài trên con đường phục vụ biên đảng làm sao trung thành với Chúa, trung thành với giáo hội, trung thành với mọi người và nhiệt tâm phục vụ các linh hồn. Chúng ta cầu nguyện cho ngài. Còn cái sự hoàn hảo nhiệt thành thì tôi cũng cầu nguyện cho ngài thôi. Cũng từ từ chưa đến thành thành đâu. Bởi vì ngày hôm qua có lẽ chúng ta cũng chứng kiến lễ phong hàn đó. Chúng ta cầu nguyện nhiệt tâm cho các cha nói chung cũng như cầu nguyện cho giáo hội của chúng ta. Em thân mến, tạ ơn Thiên Chúa là tâm tình không thể thiếu được của mỗi người Kitô hữu. Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa về tất cả những hồng ân Chúa đã ban cho nhân loại, đặc biệt là cho hồng ân thiên chức linh mục, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin. Hội thánh là hiện thân của Chúa Giêsu ở giữa trần gian. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho hội thánh không ngừng mở rộng vòng tay để ôm vào lòng tất cả mọi người, nhất là những người tội lỗi và những người bất hạnh, để mọi người nhận ra Thiên Chúa là tình yêu. Thank you.
Lạy Chúa, khi nghĩ về sứ mạng Chúa trao và về thân phận mình, Thánh Phaolô đã phải thốt lên: kho tàng ấy chúng tôi lại chứa đựng trong những bình sạch. Chúa biết chúng con mỏng giòn, yếu đuối, xin ban cho chúng con đức tin và lòng can đảm để không sợ thiệt thòi khi trao hiến cuộc đời phục vụ Chúa và tha nhân, dám đánh đổi tất cả, ngay cả mạng sống mình để chọn Chúa làm gia nghiệp. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Oh.
Xin Chúa cùng cho đến anh chị em chúng con và an nghỉ trong niềm hy vọng sống mãi và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã lê trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhân Chúa. Chúng con lại xin Chúa thương xót cho cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sư sống đời đời cùng với Đức Thánh Nữ Maria, mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ, các thánh tử đạo Việt Nam và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Chúa.
Chúng ta đã ở bên cạnh để luôn động viên, nâng đỡ và cầu nguyện cho tân linh mục trong thời gian qua. Thì xin hãy tiếp tục khích lệ thêm lời cầu nguyện cho tân linh mục nhiều hơn nữa trong giai đoạn mới này. Để xưa Chúa đã ban mưa chín đầy đồng. Con xin tri ân Đức Cha Phêrô, Đức Cha Phanxicô Xavier đã chọn tuyển con vào chủ quyền và đặt tay tuyển chức phó tế và linh mục cho con. Con xin bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Thiệp, Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Dương, Đức Cha Lorenzo Chu Văn Vinh, Giám đốc chủ quyền Thánh Giuse Hà Nội, Cha Gioan Bautista Nguyễn Sơn Hải, Giám đốc chủ quyền Thánh Tông Mỹ Đức, cùng quý cha trong ban ơn gọi, ban giám đốc, ban giáo sư đã vun trồng, dày công và đào tạo nên con trong ngày hôm nay. Con xin cảm ơn với tất cả tấm lòng với hai cha nghĩa phụ An Tôn và Vinh Sơn của con. Chính các ngài là hình ảnh của một vị mục tử nhân lành, khiêm nhường và hy sinh, là động lực khiến con quyết định chọn đời sống tu trì. Con nhận thấy rõ tình yêu của các ngài đã dành cho con, thể hiện qua việc cha nhận con làm nghĩa tử, nuôi dưỡng dạy dỗ con trên đường theo Chúa. Với con, cha chính là người cha, người thầy đáng kính.
công ơn của cha còn suốt đời khắc cốt ghi tâm. Con cũng xin được nói lời biết ơn sâu sắc tới cha chú Minh Sơn, quý cha cũng như anh em trong gia đình Linh Tông đã hết lòng thương yêu và thay mặt cho cha cố tiếp tục giúp đỡ con và lo liệu cho con. Và giờ phút này, xin cho con được bày tỏ tấm lòng biết ơn sâu sắc tới cha cố Gia Huynh, cũng là cha xứ của con. Cha đã thương con và vất vả với con rất nhiều, nhất là trong những ngày này, cha đã không quản ngại sắp xếp lo liệu để chuẩn bị cho ngày lễ tạ ơn của con hôm nay được tốt đẹp. Xin Thiên Chúa trả công bổ hồng cho cha. Con xin tri ân quý cha tổng tế, quý nam nữ tu sĩ, quý thầy đã giúp đỡ con, đã nâng đỡ con bằng những lời khuyên quyền và những lời động viên khuyến khích, những sự giúp đỡ tận tình, và hôm nay đã tới để hiệp dâng thánh lễ với con. Sự hiện diện của quý cha, quý thầy, quý nam nữ tu sĩ trong thánh lễ hôm nay khiến con luôn luôn xác định rằng trên bước đường truyền giáo, con sẽ không phải đi một mình mà luôn có mọi người đồng hành bằng lời cầu nguyện, sự khích lệ, lời chỉ bảo, làm cho con vững tâm hơn trong sứ vụ của mình. Kính thưa bố mẹ và anh chị em của con, bố mẹ đã sinh ra con trên đời, lại quảng đại hiến dâng con cho Chúa. Con ý thức rằng từ ngày con chào đời cho đến cả ngày hôm nay, lúc nào ánh mắt của mọi người cũng luôn theo dõi bước đường con đi, kèm theo đó là những giọt mồ hôi lao nhằn, những âm thầm hy sinh của bố mẹ và của các anh chị. Bố mẹ đã sẵn sàng chấp nhận tất cả, anh chị em vui lòng chịu thiệt vì muốn con hàm tâm và ước theo tiếng tổ đội. Công ơn và tình thương ấy con nguyện suốt đời khắc cốt ghi tâm. Mặc dù nay mẹ không hiện diện đây với con, với cộng đoàn, nhưng con tin chắc rằng mẹ cũng đang hướng về con và cộng đoàn của giáo xứ. Con xin cảm tạ quý thân nhân, ân nhân trong Nam cũng như ngoài Bắc, trong nước cũng như hải ngoại, anh chị em trong gia đình huyết tộc Linh Tông và tất cả những ai đã nâng đỡ con về tinh thần cũng như vật chất trong tình yêu thương và quảng đại. Tôi xin chân thành cảm ơn các cấp chính quyền đã luôn quan tâm giúp đỡ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để tôi có thể tiến bước tới ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị tôn giáo bạn đã đến chúc mừng và cùng chung chia với tôi trong ngày trọng đại này. Con xin chân thành cảm ơn ban tổ chức là Hội đồng phục vụ của Giáo xứ Hoàng Xá, các ban ngành, đoàn hội trong và ngoài giáo xứ, tất cả những người đã đóng góp công sức hay âm thầm giúp đỡ cho buổi lễ hôm nay được diễn ra long trọng. Có được như ngày hôm nay, em cũng không quên cảm ơn quý thầy cô. Trong suốt quá trình đào tạo, quý thầy cô luôn hướng dẫn và dạy bảo hình thành nên nhân cách và nhận thức của em trong ngày hôm nay, làm cho em có thể vững vàng hơn khi bước vào đời theo đuổi lý tưởng của mình. Cảm ơn các bạn bè các cấp, cấp 1, cấp 2, cấp 3, đại học và anh em trong chủng viện, cũng như bạn bè trong làng, trong xứ đã luôn đồng hành, động viên, khích lệ và giúp đỡ tôi để tôi có được như ngày hôm nay. Một lần nữa, con xin tri ân quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý thân nhân, ân nhân, quý khách cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa, kính
đỡ và cầu nguyện cho con trên bước đường dần thân phục vụ. Con xin được cúi đầu bái tạ. Kính thưa quý cha, quý thầy võ tế, quý nam nữ tu sĩ, quý chúng sinh, quý hội đồng một phường viên, quý sứ quý họ, quý ban ngành đoàn hội, quý thân nhân văn nhân, quý khách, con xin được đại diện các đoàn thể cộng đoàn giáo sứ Hoàng Xá có đôi lời chúc mừng các linh mục du xa thật phật nhất. Cha mới kính mến, hôm nay giáo sứ Hoàng Xá hân hoan vui mừng cùng với đoàn cánh đầu của giáo phận Thái Bình đã được đức cha ban thánh nhất linh mục cho quý cha mới, trong đó có cha du xe là người con thân yêu của gia đình giáo xứ. Đây là một phần ơn rất quý giá mà Chúa đã ban cho, không thể chỉ cá nhân gia đình thân bằng chuyến thuộc của cha mà là của giáo xứ, của giáo phận. Và cùng với cha là ơn Thiên Chúa, chúng con cảm nhận được mừng khích lệ lớn lao cho hành trình đức tin nơi chúng con. Vì nhìn lại chặng đường mà cha đã đi qua, đó là một hành trình khá vất vả về mọi mặt. Nhưng chúng con nhận thấy rằng Chúa luôn đồng hành và dìu dắt cha. Điều này làm cho lòng tin của chúng con và tình yêu của Chúa thêm vững mạnh. Đức Minh Mục đã biến đổi một người thầm thường như một người trở thành một Chúa Kitô thứ hai. Để ngày này nhân danh Chúa Kitô cử hành bầu nhiệm thánh. Linh Mục còn là khuôn mặt nhân đoàn của Chúa Kitô phục sinh, để hiện tại hóa một con người mới đang tiến về quê hương đời đời là nước Chúa. Qua bao nhiêu năm tháng hy sinh khổ luyện, hạt giống ơn gọi mà Chúa đã gieo vào cha hôm nay và đã đơn bông kết trái, đó là hồng ân linh mục. Mặc dù con người chúng ta gọi cha để phục vụ cho ơn cứu độ của Ngài, giáo xứ Hoàng Xá xin chúc mừng cha vì quân ân cao cả này. Xin kính chúc cha luôn hạnh phúc trong ơn gọi mục tử và sẵn sàng ra đi đến bất cứ nơi đâu để phục vụ trong cánh đồng truyền giáo, nơi những con người đang cần đến những bàn tay mục tử biết mở rộng và nâng đỡ và chia sẻ. Chúng con xin kính chúc cha luôn mãi trung thành với lời cam kết của ngày đầu câu nhận ban sứ vụ linh mục, để phục vụ Thiên Chúa và phục vụ con người trong đời thông dân hiến. Nguyện xin Chúa Kitô, mục tử chân lành, luôn đồng hành với cha để cha chu toàn thực sự sứ vụ mà Chúa giao phó, đó là chăm sóc và hướng dẫn đoàn tiên về an nghỉ trong cánh đồng cỏ nước trời. Chúng con cũng xin được chia sẻ niềm vui với ông cố và thân nhân của cha mới. Chúng con xin dâng lên cha mới những cánh hoa tươi được đứng cho tấm lòng thành chúng con nhân ngày tạ ơn hôm nay. Xin cha đón nhận. Kính thưa cộng đoàn, trong niềm vui tràn ngập hôm nay và ngay lúc này, có rất nhiều các đoàn hội, các đơn vị muốn lên có những lời chúc mừng và tặng hoa cho cha trong ngày hồng phúc hôm nay, nhưng vì thời gian không cho phép,
Sau khi lễ nhận phép lành cuối lễ, xin mời toàn thể các đơn vị đã đăng ký với ban tổ chức chúng con sắp xếp ở cuối nhà thờ để lên chúc mừng cha. Giờ đây xin mời cộng đoàn đứng. Các lời của Thánh Cổ phá giải, Đức Phaolô VI do Thánh Ý Chúa quan phòng được đặt lên làm giáo hoàng, sẵn lòng chấp nhận những lời thỉnh cầu vì Ngài tỏ lòng lưu tâm của bậc hiền phụ đối với các linh mục mới chịu chức, nên Ngài ban cho mọi tân linh mục khi cử hành thánh lễ đầu tiên khá long trọng có thể ban phép lành tòa thánh cùng với ơn toàn xá đi kèm theo. Phép lành này chỉ được ban một lần mà thôi, theo công thức trong sách nghi lễ Roma, và chỉ được ban ở ngoài thành Roma. Ơn toàn xá này chỉ được ban cho các tín hữu đã xưng tội, rước lễ, đã hết lòng tham dự thánh lễ này, đã nhận phép lành tòa thánh nói trên và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng. Chúa ở cùng anh chị em. Cha và Con và Thánh Thần ban phước lành cho
Chúa lên đường say sưa loan bao tin mừng.